Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng 39 năm ngày giải phóng miền Nam, kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng ngày 15 tháng 5 tại sân vận động Hà Lan, thị trấn Mạo Khê, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Đông Triều đã tổ chức khai mạc vòng chung kết giải bóng đá học sinh tiểu học, trung học cơ sở huyện Đông Triều, Cúp Hà Lan năm 2014. Vòng chung kết bóng đá học sinh huyện Đông Triều năm nay có 16 đội bóng tham gia, trong đó có 8 đội tiểu học, 8 đội trung học cơ sở. Đây là những đội bóng đã xuất sắc vượt qua vòng loại được tổ chức từ tháng 2 tại 4 cụm trong toàn huyện. Giải năm nay, ngoài các đội bóng thuộc các trường có phong trào thể dục thể thao phát triển mạnh nói chung, bóng đá nói riêng, còn xuất hiện các đội bóng đá thuộc các địa phương vùng sâu vùng xa khó khăn. Bên cạnh nhiều hoạt động thiết thực khác, giải bóng đá học sinh tiểu học trung học cơ sở năm 2014 cũng là hoạt động nhằm đẩy mạnh phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực và phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.